Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và tiếp tục hành trình nâng cao nhận thức của cộng đồng về giữ gìn, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Sáng nay 6 tháng 6 tại huyện Thới Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty Syngenta Việt Nam tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ban ngành đoàn thể thành phố Cần Thơ và huyện Thới Lai. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nêu bật ý nghĩa của sự kiện. Đây là thông điệp để mỗi người nhận thức và có hành động cụ thể, làm môi trường ngày càng sạch hơn, cuộc sống ngày càng xanh hơn. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo bà con nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, của hoạt động vệ sinh môi trường, hoạt động thu gom rác thải, xử lý rác thải, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng và bảo vệ cây xanh, phong trào vệ sinh môi trường một cách có hiệu quả. Tại buổi lễ, công ty Syngenta Việt Nam đã trao bảng tượng trưng tặng huyện Thới Lai 500 cây sao đen và 1.500 cây bằng lăng. Trong 3 ngày 5, 6 và 7 tháng 6, đơn vị cũng sẽ tổ chức các hoạt động thu gom vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật và các buổi tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thành phố Cần Thơ cùng với tỉnh Kiên Giang là hai địa phương thực hiện chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh năm 2023 của Syngenta Việt Nam. Qua 3 năm tổ chức, đã có hơn 30.000 nông dân tại 15 tỉnh thành trên cả nước được tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Xã có thông báo là cái chương trình của mấy chú nè, đưa ra rồi tôi có thông báo lại cho dân. Rồi tới ngày vậy nè, tôi mới chở đi ra ngoài này đăng cho ở đây người ta đổi đồ về cho bà con xài. Nói chung là cũng sạch sẽ được có môi trường. Cũng nhờ là các cái công ty tài trợ làm vậy là nó sạch sẽ cho dân chúng chứ lắm. Chúng tôi cũng mong muốn là thông qua chương trình cùng nhau để nâng cao cái nhận thức trong việc trồng thêm nhiều cây xanh, trồng phủ xanh thêm nhiều cái tuyến đường và khắp mọi nơi giúp cho cái môi trường chúng ta nó còn sạch hơn, xanh hơn và đặc biệt là trong việc là đảm bảo các cái đa dạng sinh học. Ban tổ chức cũng tặng 40 phần quà cho nông dân hoàn cảnh khó khăn và 15 phần quà cho học sinh hiếu học của huyện Thới Lai. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng cây dọc theo đường tỉnh 922 thuộc địa bàn thị trấn Thới Lai. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu trồng 1.405.000 cây xanh các loại trong năm 2023 và trên 6.800.000 cây xanh các loại cho toàn giai đoạn 2021-2025.